để đánh giá nguy cơ bị bệnh mạch vành trong 10 năm hoặc tử vong do bệnh mạch vành trong 10 năm thì người ta thường sử dụng cái thang điểm thông dụng nhất là thang điểm Framingham. Thì thang điểm Framingham được sử dụng cho bệnh nhân từ 30 đến 79 tuổi mà trước đó không có tiền sử bị bệnh mạch vành. Tất nhiên rồi, tại vì nếu mà người ta đã bị bệnh mạch vành rồi thì người ta không cần phải đo nguy cơ bị bệnh mạch vành nữa vì người ta đã bị rồi. Thứ hai là không sử dụng cho bệnh nhân mà có đái tháo đường hoặc là intermittent claudication. Cái bệnh này gọi là đau cắt hồi á. Đây là một thuật ngữ y khoa, có nghĩa cũng có nghĩa đi khập khiễng luôn. Cơn đau được mô tả với cảm giác co rút, thắt chặt, đau nhức rất khó chịu xảy ra sau khi người bệnh hoạt động, đi làm một quãng đường nhất định. Vị trí đau thường ở cẳng chân và cơn đau thường giảm nhẹ đi khi mà người bệnh ngồi nghỉ để thõng chân. Đau cắt hồi được coi là triệu chứng điển hình của bệnh hẹp tắc động mạch. Nhớ nha, nó là triệu chứng điển hình của bệnh hẹp tắc động mạch, cho nên nó sẽ không dùng, người mà bị bệnh này sẽ không dùng thang điểm này để đo. Thì mình có một ca ở đây. Bệnh nhân Nguyễn Văn A, tuổi 50, huyết áp 158/95, cholesterol toàn phần là 5,1 mmol/lít, HDL là 1,49, hút điếu thuốc 10 điếu một ngày, vậy là có hút thuốc và chưa điều trị tăng huyết áp. Vậy thì người ta nhập thông số ở đây nha. Tuổi là 50 tuổi, giới tính đàn ông là male, có hút thuốc không? Có. Cholesterol 5.1, HDL là 1,49, huyết áp tâm thu là 158. Có điều trị với thuốc không? Là không. Thì mình ra đây kết quả 12,2%. Thì do nó ra kết quả này á, và lại thì các mình cũng hay tin các trang web của nước ngoài hơn là trang web của nước mình. Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng trang web của nước mình cũng được nha. Thì mình nhập thông số ở đây. Bệnh nhân Nguyễn Văn A, giới tính nam, tuổi 50, hút thuốc có, cholesterol 5.1. Này, nó có hai thông số mà các bạn cần phải cài để mà trước khi nhập vào. HDL 1.9, huyết áp tâm thu 158, chưa điều trị. Xem kết quả. Thì nguy cơ trong 12 năm là 12%. Thì mình thường dùng cái bên này hơn ha.